Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Thì với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả các anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc hướng Thọ Phú của thành phố Tân An nha các anh chị. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị một miếng đất có diện tích là 7.848 m² nha các anh chị. Thì trên hình các anh chị, đây là cái lô đất nha. Thì đất trên giấy tờ là đất lúa, nhưng hiện tại là chủ lên clip làm vườn nha tất cả anh chị. Thì lô đất này thuộc hướng Thọ Phú của thành phố Tân An nha, thành phố Tân An, Long An, cặp ranh bên cao tốc luôn nha tất cả anh chị. Thì các anh chị khu vực Sài Gòn về xem và sở hữu lô đất này, từ Sài Gòn các anh chị chạy về tới đất luôn là khoảng 33 km nha tất cả anh chị. Tại vị trí ngay chỗ lô đất tới vòng xoay phường 5 tượng đài liệt sĩ là khoảng 3.5 km nha. Lô đất chủ đã lên clip hẳn hồi hết nha tất cả anh chị, lộ nhựa nha, lộ nhựa. Nói chung là xe tải 3,5 tấn, 5 tấn là Vivo. Sản phẩm này rất là đẹp nha tất cả anh chị. Lô đất này có mặt tiền lộ nhựa này là 67m nhân vô 104m nha tất cả anh chị. Em xin lỗi, là 67m nhân vô là 104m nha. Một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ hình dạng lô đất như thế nào luôn. Lô đất rất là đẹp luôn. Thì giáp ranh với lô đất là phía sau là có một cái lô đang trồng mai nha tất cả anh chị. Thì các anh chị có thể mua về lập vườn đó, đó trồng mít, trồng mai như tùy theo cái sở thích của anh chị nha. Và em cũng không để cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này luôn nha. Thì chủ bán với giá là 1,5 tỷ trên 1.000 m² nha tất cả anh chị. Thì cứ đo đạt theo tài nguyên môi trường á, thì lô đất này trên giấy tờ là 7.848 m². Thì mình cứ đo đạt theo tài nguyên môi trường là 1.000 m² là 1,5 tỷ nha, 1,5 tỷ. Thì những sản phẩm bất động sản bên em xin nhắc lại nha, những sản phẩm bất động sản bên em là đều là giá chính chủ hết nha các anh chị. Thì các anh chị sẽ gặp được chính chủ nha, ai đứng tên đất mình gặp được ngay người đó nha các anh chị. Lô đất như thế này là cực kỳ hiếm hoi nha tất cả anh chị, thuộc hướng Thọ Phú của thành phố Tân An, có diện tích là 7.848 m² và chủ bán với giá là 1,5 tỷ trên 1.000 m² nha. Và các anh chị nào cảm thấy sản phẩm này ưng ý, phù hợp với mình, các anh chị cứ mạnh dạn liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167, gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả anh chị. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị những sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền, phù hợp vào hướng và phù hợp vào phong thủy luôn nha. Và em xin nói cho tất cả anh chị nghe, thì tất cả những sản phẩm bất động sản bên em, các anh chị đều gặp được chính chủ hết nha, ai đứng tên đất là mình gặp được ngay người đó luôn. Thì cách vòng xoay phường 5 tượng đài liệt sĩ chỉ có 3,5 km thôi nha tất cả anh chị. Từ Sài Gòn mình về, các anh chị có thể đi theo quốc lộ 1A, từ nếu mình từ em lấy móc Nguyễn Văn Linh nha, thì mình từ ngay chỗ Sài Gòn mình về tới móc Nguyễn Văn Linh chạy về tới thành phố Tân An là hết 30 km nha tất cả anh chị. Từ Sài Gòn về chỉ có 30 km thôi, nếu các anh chị đi theo cao tốc Nguyễn Văn Linh á cực kỳ nhanh luôn, chưa được nửa tiếng là mình tới rồi nha tất cả anh chị. Thì ngay chỗ vòng xoay phường 5 mình chạy vô chỉ có 3,5 km thôi. Sản phẩm này rất là đặc biệt nha, rất thích hợp cho các anh chị nào mà mua để làm vườn đâu đó, trồng cây này cây kia rồi mình thích trồng cây gì mình trồng cây đó, trồng mai, trồng
mít này kia đâu nha tất cả anh chị. Nhiều anh chị lại nghĩ không biết mình mua những sản phẩm như thế này, trồng mít trồng mai biết nào lấy vốn nha. Nói chung thì mình trồng như vậy thôi chứ bất động sản thì cái giá trị nằm ở bất động sản nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị đây là cái hình dạng lô đất nha. Mặt tiền là 67m nhân vô 104m là làm mấy bên trái. Bên trái 104m nó dài hơn. Mấy bên phải thì nó cục hơn là 84m nha tất cả anh chị. Nở hậu nha, lô đất này nở hậu luôn. Phía sau là 69m á. Nói chung là em chỉ quét lên không ảnh mang tính chất tương đối thôi nha tất cả anh chị, để các anh chị biết rõ được cái hình dạng lô đất như thế nào. Và đây là cái sổ nha. Nói chung là photo hơi mờ nha tất cả anh chị. Có hai lô đất này có hai sổ, một sổ là 4.712m² đất lúa nha. Và một lô thứ hai có diện tích là 3.136m². Thì tổng hai sổ này là 7.848m² nha tất cả anh chị. Thuộc hướng Thọ Phú. Thì xã Tân An này là sổ cũ nha tất cả anh chị, là thuộc thành phố Tân An mới đúng. Thì xã Tân An là này là sổ cũ. Còn đây là hướng Tây Bắc, hướng của lô đất nha tất cả anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy phù hợp vào hướng Tây Bắc, mình mua sở hữu là ok luôn. Nó sẽ đem đến cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư sự may mắn cũng như là tài lộc đến bản thân và gia đình nha. Lô đất này cực kỳ tốt nha tất cả anh chị. Mặt tiền là 67m, mình nở hậu luôn nha tất cả anh chị. Và có hướng là hướng Tây Bắc nha. Đây cho màn hình tất cả anh chị đây, cái khu vực hướng Thọ Phú nha. Đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Long An á, phường Dòng Xây phường 5 là chỉ có 3.5 km nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh nha, để cập nhật những video mới nhất về bất động sản. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật ưng ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật đẹp, thật VIP và với giá tốt nhất thị trường nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Và lời cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị, các nhà đầu tư cùng với tất cả các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và vạn sự thành công. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị những video tiếp theo. Và xin chào tất cả các anh chị.